không đi vào chiến trường, không đánh nhau trong đấy à? Thế là ở trong trường đặc công, trong trường huấn luyện. Dạ. Luyện đây là cậu ở trong trường bao nhiêu năm? 4 năm. À, 4 năm. Bốn năm may được cái ông trung đoàn rồi. Trường ông cho ra quân nhưng chuyển đi đơn vị khác. À. Thế không là nếu ông không cho ra quân thì phải đi chiến trường. Thế năm năm đấy là năm bao nhiêu? Năm 13 ông cho được ra rồi. À, 13. Ông bỏ một con tao. Ở đây mày có thích ra quân chuyển ngành không? Ừ. Ra giữ cái gáo mà bố mày ở Hà Nội. Cái gáo? Ừ, giữ cái gáo này. Là cái đầu ấy, cái đầu, cái gáo. Thế không, nay mà tao mà chuyển đi thì ấy. Mình cứ tưởng ông đùa ông bỏ. Thật, ba nói đặt đấy là sắp chuyển đi đơn vị khác. Chuyển. Biết đâu trong vòng chỉ còn 2 năm nữa biết đâu cũng tèo cậu nhỉ. Nó bây giờ nó không, cậu cháu nói là chiến trường ấy, chứ chiến là năm 73 với năm 75 ấy, chỉ còn có 2 năm nữa cả năm nó cũng xong luôn. Năm 73 về đài truyền hình. Thế cậu làm đến năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu? 89. À, năm 89. Lâu nhỉ? Sao lúc đấy cậu bực chứ? Thế năm 73, năm 89 thì lúc đấy là cậu đủ hưu chưa? Kém một năm nữa được về, cậu bực, cậu đánh nhau với cuộc khó, cậu xin về. Đấy, không lương, không cứu cậu, cậu là nóng tính. Thế là cậu về một lần đúng không? Về lúc đấy là chưa có chế độ 1,6, về được 1 tháng, 2 tháng là có chế độ 1,6. Thế là cậu không được gì? Mỗi năm một nửa tháng lương. Mỗi năm một tháng lương. Những năm đấy khó khăn cậu nhỉ? Mỗi năm đấy khó khăn đâu. Khó khăn nhất là những cái năm đấy Phương đi bộ đội đó. Đi bộ đội đâu? 94 nó mới đi. À, năm 94 nó mới đi. Nó về nó bảo nó cũng vất vả, nó về làm đủ các nghề, cả mợ còn bán xôi, xôi bán đâu làm bao nhiêu, bán đêm bán ngày, rồi đi làm thuê bán được cơm bán cơm cho bà chị, bán cháu lòng đi. Rồi thằng Phương thì mợ thì đi bán xôi gì, xôi khúc à, bán khúc về sao về. Phương nó bảo mà nó nhìn thấy bánh khúc thì nó đến giờ nó vẫn còn sợ. Ăn nhiều quá đến giờ còn sợ. Mỗi lần bánh ế về bắt ăn. Mới mở cháo lòng ế rồi. Dạ. Đầu tiên cho ăn xóm cuối cùng á. Mẹ đêm 10 giờ đêm bỏ cái xô, xong cháo một xô lòng để ra cống, ra cống. Không dám đổ thì nước gạo. Dạ. Rồi, nó lấy cho lợn, nó bảo là xóm thì mỗi nhà mình bán mà bây giờ mình thế này thì nó gọ mất. Thế là một trăm người rồi vất vả. Năm đấy cháu ra đây cậu còn ở dưới Hải Phòng, cậu làm ở sàn tre. Anh ấy năm đấy là 2001, 2002 làm cái sàn tre. Cháu là cưới năm 22 à? Cháu cưới năm 2003. Dạ. Cậu đang ở sàn tre. Xong đấy cậu giới thiệu cái sàn tre cho cháu, cho cháu cưới ở đấy đấy. Còn cái sàn tre đấy là cậu giới thiệu. Cái thay cửa đấy, bên đằng cửa nó ở trong. Vợ chồng nó bỏ nhau rồi. Còn đằng chồng nó đang ở Quy Nhơn đấy. Anh bà nó bây giờ lên Măng Đen. Măng Đen là gì cậu? Măng Đen ở Cung Đôm ấy. À. Hồ Măng Đen Cung Đôm. À. Cung du lịch Măng Đen. À. Nó cưới tháng 3. Thì con này đẻ trước. Con này đẻ trước con cháu đẻ ngày 15 tháng 12 năm 04. Cái thằng là nhưng thằng này 20 tháng 11. 11 đấy nó nên là nó cưới thì chắc là nó sớm hơn. Nó cưới mùng 4 tháng 2. Mùng 4 tháng 2 dương lịch thì cháu cưới là ngày tháng 11.
tháng 11 năm trước. Thì là nó cưới mùng 4 tháng 2 năm 2004. Dạ. Con nó sinh vào 20 tháng 11 năm 2004. Cháu là tháng 11 năm 2003. Thì con cháu sinh là cuối năm tháng 12 năm 2003. Bây giờ nó đang học này, học năm thứ 2. Năm nay lên năm 3. Bước sang năm 3. Nó học với FPT không cậu? Không. À, nghe bảo tốn tiền lắm đúng không? Tốn.